Trong quá trình chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân luôn là một vấn đề quan trọng cần xem xét. Thuế này thường được tính 2% trên tổng giá trị bất động sản bạn bán. Ví dụ, nếu bạn bán một bất động sản có giá trị 2 tỷ, bạn sẽ phải nộp 40 triệu tiền thuế. Và nếu giá trị bất động sản lên đến 20 tỷ, số tiền thuế sẽ lên đến 100 triệu, thậm chí với mức giá 200 tỷ, số tiền thuế lên đến 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, có những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân trong quá trình chuyển nhượng bất động sản, giúp bạn tiết kiệm số tiền đáng kể. Dưới đây là 8 trường hợp mà bạn nên lưu ý. 1. Giữa vợ và chồng. 2. Giữa cha mẹ đẻ và con đẻ. 3. Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. 4. Giữa cha mẹ chồng và con dâu. 5. Giữa cha mẹ vợ và con rể. 6. Giữa bà nội và cháu nội. 7. Giữa bà ngoại và cháu ngoại. 8. Giữa anh chị em ruột. Lưu lại để tham khảo khi bạn thực hiện giao dịch bất động sản. Đừng để thiếu hiểu biết dẫn đến việc mất tiền không cần thiết. Hãy luôn tuân thủ quy trình và thủ tục, đồng thời kiểm tra xem trường hợp của bạn có nằm trong những điều kiện được miễn thuế hay không. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và đảm bảo việc chuyển nhượng diễn ra theo đúng quy định.